Ngày 5 tháng 8, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ năm 2022 đến đầu tháng 6 năm 2023, cả nước có 94 người bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trên 1 tỷ đồng. Trong đó, người bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả cao nhất là 4,69 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cùng với ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm Y tế là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Theo thống kê, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm Quỹ Bảo hiểm Y tế được thực hiện chi trả với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhờ đó, người dân được giảm đáng kể các khoản chi phí dành cho y tế, đặc biệt với nhiều người mắc bệnh nặng, mãn tính. Khi được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tiền khám chữa bệnh, đã có thêm động lực vượt qua khó khăn bệnh tật. Cùng với đó, quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia đã ngày càng được mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng ngày càng được cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, hiệu quả. Trong đó, rất nhiều trường hợp bệnh đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả lên tới hàng tỷ đồng, nhờ đó đã vượt qua khó khăn về kinh tế để yên tâm tiếp tục điều trị bệnh. Thống kê cho thấy, từ năm 2022 đến đầu tháng 6 năm 2023, cả nước có 94 người bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 1 tỷ đồng. Trong đó, một số trường hợp được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả lớn như sau. Người bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả cao nhất là 4,69 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 2,94 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,75 tỷ đồng. Mã thẻ TM1262621 sinh năm 2018, địa chỉ thị trấn Tổ tang huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc, chẩn đoán bệnh chính là rối loạn khác của chuyển hóa carbonhydrat. Người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả cao thứ hai là 3,88 tỷ đồng, trong đó năm 2022 lên đến 2,12 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 gần 1,76 tỷ đồng. Mã thẻ TM124422422, sinh năm 2018, địa chỉ Bình An, xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, chẩn đoán bệnh chính là bệnh tích lũy glycogen, viêm phế quản người bệnh được quỹ bảo hiểm chi trả y tế cao thứ ba là 3,64 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 2,05 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,63 tỷ đồng. Mã thẻ TE 1303622, sinh năm 2019, địa chỉ ở phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, chẩn đoán bệnh chính là rối loạn chuyển hóa xác định khác, viêm phế quản phổi. Người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả cao thứ tư là 3,54 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 2,59 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 0,95 tỷ đồng. Mã thẻ TE1424217, sinh năm 2017, địa chỉ ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Chuẩn đoán bệnh chính là rối loạn nhịp tim. Người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả cao thiếu năm là 3,51 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 1,88 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,63 tỷ đồng. Mã thẻ TM1171721, sinh năm 2018, địa chỉ phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, chẩn đoán bệnh chính là rối loạn chuyển hóa carbon Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh có thể khẳng định bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và nhà nước hết sức coi trọng và quan tâm thực hiện việc tham gia bảo hiểm y tế, đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi cá nhân, cộng đồng, giúp mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và có sự chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.